nó mới thoát được cái tiết rời này. Hôm nay thanh minh, hôm qua chứ nhỉ, mùng 2 tháng 3 là thanh minh nhỉ? Không biết cái trong ngày chú không biết, thường người ta, dân tộc của người ta mùng 3 tháng 3 hay đi tạ mộ mà. Mấy năm nó gọi mình kéo lên. Đúng vậy. Hình mình trong Tết tháng 3 làm. Mấy rượu chè này đi đường mình cứ ngộ rượu nữa mà uống không uống, uống ít một chén hai chén đi về giờ cũng chết dở với chúng nó cơ. Một chén cũng chết đi rồi. Thế bảo là uống một chén giờ đi lại cũng chết với chúng nó cơ, mà không uống thì lại không được. Đâu có đàn bà đi theo để lái xe mà đâu uống rượu, có người cầm lái ra thì còn đang uống.